Giờ thì có một câu hỏi dành cho nữ ca sĩ Thu Phương ạ. Thế hệ của chị trong những năm khi mà nhóm Những Người Bạn được thành lập và giới thiệu rất nhiều những ca khúc của Thanh Tùng, Từ Huy, Trần Long Ẩn, Nguyễn Văn Hiên, Nguyễn Ngọc Thiện vân vân, thì chị có cảm nhận gì ở những ca khúc sáng tác trong thời điểm ấy? Phương hát rất nhiều tác phẩm của nhạc sĩ Thanh Tùng, những tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện Phương hát rất nhiều. Vì thế cho nên mỗi một tác phẩm đều có những câu chuyện riêng và nó đúc kết thành mình của ngày hôm nay, có những trải nghiệm, có những sâu sắc, có lãng mạn và có cả sự biết trân trọng nữa. Và vì thế cho nên là trải qua rất nhiều năm, có khi gần 20 năm đã hát những tác phẩm ấy rồi, thì Phương ngày hôm nay ngồi đây cảm thấy là mình vẫn rất xúc động, bồi hồi. Và khi cất tiếng hát lên là hát cả một thời tuổi trẻ của mình, hát cả một thời thanh xuân. Là bởi vì Phương nghĩ rằng bản thân mình có lẽ cũng rèn luyện và cũng có thêm được nhiều những cái trải nghiệm như ngày hôm nay qua những tác phẩm ấy, và qua cả chính đời sống và những gì mà những người nhạc sĩ đã trải qua và họ đúc kết trong những tác phẩm, chuyển thành những câu chuyện cũng như những thông điệp gửi đến cho khán giả. Những ca khúc của những nhạc sĩ của nhóm Những Người Bạn như ngày hôm nay chúng ta đang ngồi đây cùng hát cho nhau nghe và cùng lắng nghe những câu chuyện của họ, thì đó chính là thanh xuân không chỉ của chị mà cả của chúng tôi nữa. Thưa quý vị, tiếp dòng câu chuyện chúng ta đang nói đến sự lãng mạn trong nhạc của nhạc sĩ Thanh Tùng. Xin được hỏi nhạc sĩ Thụy Kha, đối với ông thì những nhạc sĩ, đặc biệt là thế hệ nhạc sĩ Thanh Tùng, thì có ai đề cập đến sự lãng mạn đó, đề cập đến tình cảm đó một cách trực diện như nhạc sĩ Thanh Tùng không ạ? Vâng, Thanh Tùng là một lối phát ngôn về tình yêu rất là độc đáo. Cái đặc điểm lớn nhất trong sáng tạo của Thanh Tùng là anh tiếp cận với lại đời sống một cách hết sức cụ thể. Nhưng lời ca của anh nó lại rất là đẹp, nó không bị trần trụi hóa, nhưng mà nó cũng không quá bay bổng và nó không quá siêu thực. Có những cái phát hiện của anh thì tôi nghĩ rằng là nó đầy chất thơ. Chính vì như thế cho nên được lớp trẻ hát rất là nhiều. Xin cảm ơn nhạc sĩ Thụy Kha. Xin hỏi nhà báo Đỗ Thu Hà, đối với chị thì âm nhạc của nhạc sĩ Thanh Tùng có ý nghĩa như thế nào? Âm nhạc của nhạc sĩ Thanh Tùng chính là cái lúc mà chúng tôi bước vào đời, chúng tôi 17, 18. Nhạc của Thanh Tùng cùng với nhạc Trần Tiến là mang đến cho cái thế hệ chúng tôi một không gian mới về tình yêu. Nó vừa mới mẻ, nó vừa say đắm, không quanh quẩn ở trong những cái không gian hẹp. Nó có thiên nhiên và nó có đất nước. Lời ca thì nó có trời, có biển, có ngôi sao. Nhưng mà đồng thời cái nét nhạc nó rất là phóng khoáng. Với thế hệ chúng tôi thì nhạc Thanh Tùng nó còn có một dấu ấn khác, tức là dấu ấn của công nghệ video ca nhạc. Nó mở đầu cho một cái kỷ nguyên mới của cái việc mà phát hành âm nhạc với rộng rãi. Thanh Tùng cùng với những ca khúc của mình và cùng với những cái ca sĩ mà yêu mến nhạc của ông và tình nguyện hát nhạc của ông trong suốt một thời gian dài như thế, nó mang đến cho cái phần tình ca của Việt Nam nó một cái giọng rất là khác. Vâng, xin cảm ơn chị. Còn ở đây có ca sĩ Phương Thanh, chị có kỷ niệm nào với những ca khúc của nhạc sĩ Thanh Tùng không? Từ cái thời mà Phương Thanh đang còn là ca sĩ trẻ đã được tiếp xúc với cái hội nhạc sĩ mà hot nhất Việt Nam theo như em biết. Với một ca sĩ trẻ như em lúc đó thì đó là một cái hạnh phúc đầu tiên bước vào sân khấu, nơi mà thật sự cái chất nghệ sĩ lúc đó là tuyệt vời nhất. Lúc đó Phương Thanh chưa được hát nhạc anh Thanh Tùng. Cho tới một cái chương trình nào đó năm 98, anh Thanh Tùng làm một cái tour đi xuyên Việt dành cho sinh viên. Thì Phương Thanh nói anh còn bài gì cho em nữa không? Vì em đi tour thì em thích lắm, em không có bài. Thì lúc đó là hình như là được cái bài Trái Tim Không Ngủ Yên. Thì phải hát hai bài mới đủ. Thì cái bài mà Nếu Tôi Chết Hãy Trôn Tôi với cây đàn guitar là Phương Thanh đúng sở trường, đúng cao độ mà được quậy thoải mái. Đó là hai cái duyên duy nhất của Phương Thanh với anh Thanh Tùng. Sau này thì thích bài Một Mình. Nếu như cho bạn hát ngay bây giờ bài hát Một Mình tự solo, khán giả có đồng ý không ạ? Bao đêm tôi đã một mình nhớ em, đêm nay tôi lại một mình. Nhớ em vội vàng trong nắng trưa, áo phơi trời đổ cơn mưa, bâng khuâng khi con đang còn nhỏ. Tan ca bố có đón đưa, nhớ em giọt mồ hôi tóc mai gió xa.
nghiêng nghiêng bóng em gầy. Thì nếu mà tiếp phải hát thế này: bao đêm tôi đã một mình nhớ anh, đêm nay anh không hề một mình. Xin cảm ơn, xin cảm ơn rất nhiều. Chúng tôi luôn luôn cảm thấy rất là bất ngờ với những phút ngẫu hứng như thế này, khi mà tất cả chúng ta cùng đang trò chuyện với nhau về một nhạc sĩ mà chúng ta vô cùng yêu mến.